Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 9 tại tháng 7 năm 2020 và là ngày thứ năm tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam cái lúc mà thường làm video này là ngày 10 tới tháng 7 nghĩa là ngày thứ sáu. Thì hôm nay thường bộ một số công việc ở công ty, cho nên hôm nay thường chỉ làm một video và thường chỉ chia sẽ chia sẻ một số những thông tin nổi bật ở trong thị trường tài chính nói chung cũng như là thị trường crypto và chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu như là hôm nay các bạn thấy là giá cả của BTC đã đi trở xuống một phần Các bạn cũng đang nhớ là hôm qua thì có cái sự tăng trưởng từ cái mức là khoảng 9 một 9 hai lên tới cái mức cao nhất Ngày hôm qua là 9 bảy bây giờ để đi trở xuống là 9 202 Và không chỉ riêng BTC mà các bạn thấy được là hôm nay chứng khoán của Hoa Kỳ cũng đã có cái sự đi xuống Các bạn thấy là chỉ số Dow Jones đã xuống 1,39% chỉ số S&P 500 đã xuống 0,56% nhưng mà Nasdaq là lên 0,53% chúng ta sẽ nói tới vấn đề này một lát nữa và một số những thông tin nổi bật chúng ta sẽ chia sẻ trong video này trong đó chúng ta sẽ nói tới những lời phát biểu của tỷ phú đầu tư Mike Novorat nói là nếu như mà ông ta phải đưa ra một cái lời thuyên thì ông ta khuyên mọi người là nên lưu trữ nhiều vàng hơn là Bitcoin tại sao chúng ta sẽ nói tới một lát nữa kế đó thì chúng ta có một số lời phát biểu của Robert Kiyosaki các giả của quyển sách gia vào cha nghèo liên quan tới Bitcoin và kế tiếp các bạn thấy được là Dogecoin sau khi đã được pump mạnh thông qua cái thử thách của TikTok thì hôm nay chúng ta cũng thấy được là Dogecoin không có cái sự đi xuống chúng ta sẽ nói về vấn đề này và kế tiếp liên quan tới một tin tức của Ethereum và thực ra tin tức này liên quan tới một cái token trên mạng lưới của Ethereum gọi là USDC liên quan tới việc là tại sao mà cái token này lại bị đóng băng chúng ta nói tới thị trường phi tập trung thì làm sao mà chúng ta thấy một cái đồng bị đóng băng được đây là một vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn kế đó chúng ta sẽ nói tới một số những thông tin liên quan tới thị trường tài chính nói chung như là liên quan tới tình hình à, chứng khoán ngày hôm nay cũng như là liên quan tới một số những cái trở ngại về cái sự hồi phục của thị trường kinh tế sắp tới nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Thì nói tới cái tình hình của thị trường ngày hôm nay thì các bạn đã thấy được là giá cả của BTC đi xuống cùng một nhịp với lại chứng khoán hôm nay khi chúng ta nói tới chỉ số Dow Jones và chỉ số S&P 500 nhưng mà đặc biệt là các bạn thấy được hôm nay thì chỉ số Nasdaq lại tăng lên và thật ra trong vòng 2-3 tuần qua chúng ta đã thấy nhiều lần cái sự tương tự đã xảy ra có nghĩa là đã có một cái sự Khác biệt giữa chỉ số S&P 500, chỉ số Dow Jones và chỉ số Nasdaq thì cái sự khác biệt giữa ba chỉ số này các bạn sẽ thấy được là S&P 500 là năm công ty lớn của Hoa Kỳ. Trong đó chúng ta có chỉ số Dow Jones là chỉ số của 30 công ty lớn, nhưng mà Nasdaq là một cái chỉ số mà trong đó bao gồm những cái công ty liên quan đến công nghệ và rất rõ ràng là trong thời gian qua các bạn thấy cái sự tiến triển của Nasdaq đã tăng trưởng nhiều hơn là các chỉ số như là S&P 500 và Dow Jones tại sao thì rất là khó hiểu tại vì khi mà chúng ta nhìn vào cái tình hình hiện tại nếu như các bạn nói là nhiều người đầu tư vẫn còn lo lắng thì điều đó cũng đúng tại vì chúng ta thấy cái số tiền mà không được đầu tư vào thị trường chứng khoán chúng ta thường hay nói tới cái số tiền mà đứng ở à, bìa ngoài cái số tiền mà 5.000 tỷ đô la mà đang nằm ở trong những cái quỹ đầu tư money market những quỹ đầu tư an toàn mà chưa được đầu tư thì rất là nhiều có nghĩa là đây là một dấu hiệu cho thấy được là nhiều nhà đầu tư vẫn còn đang có lo lắng họ không rõ được là tình hình kế tiếp sẽ ra sao cho nên họ không có đầu tư vào nhưng mà ngược lại những người mà đang đầu tư thì rất rõ ràng là họ đang chấp nhận cái sự nguy hiểm rất là cao tại vì thường thì chỉ số Nasdaq là trong đó có nhiều công ty công nghệ và những công ty nhỏ hơn cho nên đây là một cái mảng đầu tư mà nhiều người cho là một mảng đầu tư nguy hiểm hơn là mảng đầu tư truyền thống giống như là các bạn thấy là những công ty lớn như là Coca Cola hay là chúng ta nói tới những cái công ty như là hãng hàng không thì nhiều người cho đó là những cái mảng đầu tư lâu dài an toàn hơn nhưng mà Nasdaq thì là nguy hiểm hơn và cái số người mà không tham gia vào thì cái số người đó bây giờ là đang vẫn tiếp tục lưu trữ tiền của mình và không dám tham gia vào thị trường tài chính tại vì họ lo sợ là không biết bước cái tiếp sẽ ra sao nhưng mà ngược lại những người mà hiện tại ở trong thị trường tài chính thì là chấp nhận nguy hiểm cao hơn đó là một cái sự khác biệt mà thu nay nhận thấy được trong thời gian khoảng chừng là hai ba tuần qua các bạn nghĩ sao về cái vấn đề này tại sao tại vì khi mà chúng ta nói tới cái thị trường crypto thì nhiều người vẫn cho thị trường crypto là một cái thị trường liên quan đến công nghệ tại vì các bạn thấy là lý do tại sao người ta đầu tư vào crypto cũng chỉ là liên quan tới là tương lai của blockchain tương lai của những cái hệ thống tập trung như là bitcoin ethereum thì nhiều người cho đây là một mảng đầu tư công nghệ mặc dù đối với thuận là bitcoin ethereum thì không chỉ là liên quan đến công nghệ mà còn liên quan tới một hệ thống tiền tệ nhưng mà nhiều người vẫn cho đây là mảng đầu tư nguy hiểm hơn thì nếu như mà những nhà đầu tư hiện tại bắt đầu chấp nhận nguy hiểm cao hơn trong thị trường crypto thì chúng ta có thấy được là họ sẽ bắt đầu tiếp tục đẩy thị trường crypto tăng lên hay là không và nếu như mà những nhà đầu tư hiện tại chấp nhận nguy hiểm cao hơn dẫn chứng là các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq liên tục phá đỉnh mới thì những nhà đầu tư đó có đẩy tiền qua thị trường crypto để mà tiếp tục đẩy giá cả lên hay là không đây là một điều mà chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi thì chúng ta nói tới một số những cái thông tin liên quan tới tiền crypto Thì thật ra hôm nay chúng ta có một số những lời phát biểu mà thường cần phải chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn Khi mà chúng ta đọc bài viết thì nhiều khi cũng không hiểu hết nội dung nhất là khi các bạn chỉ nhìn vào cái tên của bài viết thì rất là dễ hiểu lầm như là các bạn thấy được là Mike Novogratz như bạn có nói biết là Mike Novogratz là một tỷ phú đầu tư rất giàu có trong tiền crypto và trong tay nắm rất nhiều crypto bắt đầu đầu tư là đầu tư vào đồng Ethereum mua cái giá rất là rẻ nhiều người thì đồn là Mike Novogratz mua Ethereum với giá chỉ có 10 cent và ông ta đã thu mua rất nhiều thời điểm năm 2016 và cuối cùng đã trở thành tỷ phú ngày hôm nay thì Mike Novogratz là một người mà rất là phát biểu mạnh miệng về thị trường crypto có nghĩa là ông ta là một người mà liên tục đưa ra nhiều chuẩn đón giá cả của BTC, giá cả của Ethereum như là Bitcoin từ đây đến cuối năm sẽ lên tới 20.000 đô hay là Ethereum từ nay cuối năm sẽ lên thì cái mức là bao nhiêu? Nhưng mà ngược lại hôm nay chúng ta thấy một bài viết là Mike Novogratz sẽ nói là nếu như mà ông ta muốn đưa ra lời khuyên đầu tư cho số đông thì ông ta vẫn khuyên là nhiều người nên đầu tư nhiều vào vàng hơn là vào Bitcoin Tại sao? Thì Manuel Rastaf đã, đã phân tích mà thường cũng cảm thấy là cũng có một số những cái logic đó chính là đối với nhiều người thì thị trường crypto nhất là chúng ta nói tới Bitcoin Bitcoin là cái đồng lớn nhất hiện tại nhưng mà cái sự dao động giá vẫn rất là cao chứ chúng ta đừng nói tới những cái đồng nhỏ hơn đương nhiên các bạn thấy là một thị trường mà vốn hóa càng nhiều thì cái sự giao động giá sẽ càng ít nhưng mà ngược lại những cái đồng altcoin mà vốn hóa chỉ có giả sử như là 100 triệu 500 triệu thậm chí chỉ có 1-2 tỷ thì nó sẽ dao động rất là mạnh tại vì các bạn cần số tiền nhỏ hơn để mà đẩy giá cả lên xuống như là các bạn đã thấy được một dẫn chứng là khi chúng ta nhìn vào Dogecoin Dogecoin chỉ cần một số tiền nhỏ thì các bạn thấy đã dao động rất là mạnh trong thời gian chỉ có vài ngày các bạn thấy là trong thời gian chỉ có 7 ngày mà có thể đẩy giá lên 75,6% với một số tiền tương đối là nhỏ thì chúng ta nhìn vào cái tình hình của Bitcoin hiện tại Thì Mike Noboras vẫn cho là Đối với những người trong crypto Thì Bitcoin di chuyển một ngày giống như là 5% 6% Là một điều chúng ta cũng thường thấy Như là ngày hôm nay các bạn thấy là một ngày Coi như là cũng không có sự di chuyển lớn Mà hôm nay khi chúng ta refresh cái trang này lại Các bạn sẽ thấy được là hôm nay Vẫn di chuyển là 1,8% Trong khi mà thị trường chứng khoán Nếu như mà di chuyển 1,8% Là một cái sự di chuyển rất là lớn Như là ngày hôm nay các bạn thấy được là chỉ xuống 1,39% Khi chúng ta nói tới chỉ số Dow Jones Nhiều người đã cho đây là một ngày rất là tệ đối với thị trường chứng khoán Nhưng mà đối với Bitcoin thì ngược lại Các bạn thấy là người ta chấp nhận nguy hiểm cao hơn Nhưng mà những người mà không có tham gia vào thị trường crypto thì họ sẽ không chấp nhận cái sự nguy hiểm này cho nên đối với Mike thì ông ta vẫn nói là những mọi người bình thường nếu như mà không có cái tính chấp nhận nguy hiểm cao thì vẫn nên đầu tư vào vàng tại vì vàng vẫn là một cái loại tài sản mà di chuyển thấp hơn là Bitcoin Tuy nhiên, ông ta vẫn cho là giá của Bitcoin từ đây đến cuối năm khá khả năng là sẽ tăng trưởng cái phần trăm nhiều hơn là vàng. Và một trong những cái lý do mà Mike nghĩ là tại sao mà giá của BTC không có tăng trưởng nhiều hơn là các bạn thấy hiện tại tại sao chúng ta vẫn chưa phá được à, 10.500 đô la tại sao chúng ta nhận được rất nhiều những cái sự chuẩn đoán là giá cả trong vòng 2 năm 5 năm có thể lên tới là 100.000 đô 500.000 đô thậm chí là nhiều người cho là một triệu đô la trong đồng Bitcoin mà bây giờ 10.500 đô mà trong vòng hơn 6 tháng qua chúng ta không phá được cái mức này tại sao chúng ta lại không thấy cái sự bùng nổ của thị trường crypto thì một trong những lý do mà May Nora chia sẻ Đó chính là cái sự khó khăn khi mà tham gia vào thuyền crypto Thì không biết có nhiều bạn sẽ nói là đâu có khó khăn gì đâu Chúng ta chỉ cần là đăng ký cái sàn như là các bạn thấy là ở Việt Nam Các bạn có thể đăng ký những sàn như là Remitano Hay là ở Hoa Kỳ các bạn có thể đăng ký những sàn như là Coinbase, Gemini Các bạn nạp tiền thì có thể mua Khi mà chúng ta nhìn vào thị trường tài chính truyền thống, lý do tại sao mà có quá nhiều người tham gia vào không phải là tại vì cổ phiếu dễ mua hay là người ta thực sự là hiểu về thị trường uh, chứng khoán là như thế nào. Nhưng mà người ta vẫn tham gia vào tại sao tại vì tham gia vào rất là dễ không phải là họ dễ dàng để mà tìm hiểu làm sao mua được cổ phiếu mà cái dễ đây đó chính là người dân thì người ta đi làm sẽ có những quỹ đầu tư lương hưu thì người ta chỉ biết là đơn giản là bỏ tiền vào quỹ lương hưu sau này khi mà mình về già mình có thể là lấy tiền đó để mà sống cái quãng đời còn lại của mình nhưng mà khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì chúng ta vẫn chưa có những cái sản phẩm đó cho nên đó với người bình thường thì họ thực sự không cần phải biết tới là là chứng khoán hoạt động như thế nào họ chỉ cần là đi làm sau sau đó là họ chích lũy một số tiền đầu tư vào cái quỹ đầu tư lương hưu và cái quỹ đầu tư lương hưu đó sẽ đầu tư vào chứng khoán cho họ cho nên đây là một cái à, sự dễ dàng đối với thị trường tài chính truyền thống mà Bitcoin vẫn chưa có được và thậm chí bây giờ chúng ta có những sản phẩm như là Bitcoin Option Bitcoin Futures thì khi tôi nhìn vào những sản phẩm này thì bạn sẽ nói được là Thị trường Bitcoin đã phát triển rất là nhiều Tại vì bây giờ đã có rất nhiều và rất nhiều những sản phẩm uh, Liên quan tới thị trường tài chính Đã có mặt ở trên thị trường Bitcoin Nhưng mà ngược lại cái sản phẩm mà có thể thu hút được nhiều người nhất đó chính là sản phẩm Bitcoin ETF tại vì đây sẽ là một cái quỹ mà các bạn có thể đầu tư trực tiếp ở trên thị trường chứng khoán chứ không có giống như là option hay là future những cái sản phẩm đó là phức tạp hơn và bây giờ là phần lớn những người mà sử dụng những sản phẩm đó là những người mà người ta dùng những cái hợp đồng để mà kiếm cái số lượng lợi nhuận lớn hay là họ dùng hợp đồng đó để mà làm bảo hiểm tại vì họ đang lưu chữ Bitcoin chẳng hạn chứ không phải là người bình thường đây là cái sự khác biệt À, giữa thị trường chứng khoán và bitcoin hiện bây giờ mà tại sao mà chúng ta vẫn chưa thấy được cái sự bùng nổ cho đến khi nào mà chúng ta có những cái quỹ đầu tư về hưu bắt đầu là mạnh tay đi vào truyền trường crypto hay là chúng ta có những quỹ đầu tư như là bitcoin etf thì chúng ta mới thấy được cái sự phát triển mạnh về giá cả và tôi nghĩ là vấn đề này là không phải là sẽ có hay là không mà chỉ là khi nào chúng ta nhìn vào cái tài liệu kế tiếp liên quan tới à, một cái bài phỏng vấn đây là bài phỏng vấn với lại Roy saki thì Tôi nghĩ là cái tên Robert Kiyosaki không phải là một cái tên mà nhiều bạn chưa từng nghe nói. Đây là một cái tác giả rất nổi tiếng, một quyển sách mà có thể các bạn đã nghe nói tới đó chính là Cha giàu cha nghèo. Và sau đó Robert Kiyosaki đã viết rất nhiều quyển sách liên quan tới tài chính. Thì đây là một người mà trước đây thì chúng ta thấy là cái tên 2 ba năm cũng đã bắt đầu là uh, nói về Bitcoin nhưng mà không có nói nhiều. Nhưng mà thời gian khoảng chừng là 4 tháng trở lại thì các bạn thấy là Robert Kiyosaki hầu như đã liên tục nói tới bitcoin và là một người mà rất là ủng hộ bitcoin thì ông ta nói là tình hình bây giờ lý do tại sao mà ông ta thích bitcoin thì tại vì bây giờ là thị trường tài chính thì fed liên tục in tiền ra và không chỉ là fed mà các bạn thấy là ngân hàng trung ương khắp nơi in tiền giảm lãi suất điều này sẽ làm cho tiền pháp định sẽ bị mất giá lạm phát sẽ xảy ra tuy là chưa xảy ra bây giờ nhưng mà sẽ xảy ra như chúng ta cũng đã từng nói tới là cái số lượng tiền mà nằm ở trong những cái ngân hàng hiện tại là cái số lượng tiền gửi ngân hàng đã lên tới 2.000 tỷ đô la là một con số kỷ lục Tại sao? Tại vì bây giờ người dân không có dùng số tiền đó để mà đi mua sắm cho nên chúng ta vẫn chưa thấy lạm phát xảy ra Và chúng ta nhìn vào một cái tài liệu khác cũng liên quan tới cái số lượng tiền mua sắm đã bị giảm rất nhiều Là một dẫn chứng các bạn thấy được là cái số lượng uh, nợ của tín dụng có nghĩa là các bạn dùng thẻ tín dụng các bạn sử dụng sau đó cuối tháng các bạn trả tiền cho công ty tín dụng chứ nếu không họ sẽ tính lời với các bạn thì cái số lượng tiền mà thiếu nợ tín dụng đã bị giảm rất nhiều và giảm tới cái mức bây giờ là ở Hoa Kỳ chỉ còn có 996 tỷ đây là một con số giảm rất là thấp thấp đến nỗi mà các bạn thấy là tương đương với năm 2008 khi mà khủng hoảng xảy ra. Điều này có nghĩa là gì? điều này có nghĩa là người dân bây giờ là họ không có dám đi mua sắm nhiều tại vì họ còn có nhiều lo lắng liên quan tới công việc của họ lo lắng liên quan tới tài chính sau này như thế nào liên quan đến kinh tế có hồi phục hay là không nhưng mà nếu như mà họ có lòng tin cao hơn giả sử như là các bạn nhận được những tin tức tốt là đã có vắc xin mọi chuyện sẽ từ từ ổn lại thì người dân sẽ có lòng tin họ có lòng tin thì họ mới dùng tiền của mình để mà đi mua sắm lúc đó là nền kinh tế mới được kích thích trở lại và khi đó các bạn sẽ thấy được là cái số tiền mà đang nằm trong những cái ngân hàng có thể là được dùng để mà đi mua sắm mua dịch vụ mua sản phẩm và cái số lượng người mà đi mua sắm giống như là mấy tháng nay là họ không có đi mua sắm thì cái số tiền mà họ không có sử dụng cái số tiền mà họ không có sử dụng trong những thẻ tín dụng họ sẽ dùng đó để mà đi mua sắm sẽ dẫn đến việc là cái nguồn cầu rất là cao cho hàng hóa mà nguồn cung thì lại không đủ và lúc đó chúng ta mới thấy được là lạm phát xảy ra đây là một trong những cái điều mà dẫn đến việc là robert kia rất là có lòng tin vào bitcoin tại vì ông ta nói là khác với lại cục giữ liên bang thì liên tục in tiền Ngược lại, Bitcoin thì lại có một cái chiến lược tiền tệ là cái phần trăm lạm phát giảm theo thời gian. Tại vì các bạn thấy là Bitcoin thì có một cái chế độ gọi là cái chế độ halving thì mỗi 4 năm thì sẽ xảy ra halving một lần và cái lần cuối cùng halving các bạn cũng nên nhớ là cách đây chỉ có 2 tháng ngày 11 tại tháng 5 năm 2020. Lúc đó thì cái số lượng Bitcoin ra đời mỗi một block đã bị giảm đi phân nửa từ 12,5 Bitcoin giảm xuống chỉ còn có 6,25 và các bạn thấy là điều này có nghĩa là sao? Có nghĩa là mỗi ngày thay vì chúng ta có 1.800 Bitcoin mới được ra đời chúng ta chỉ còn có 900 Bitcoin mới được ra đời mỗi ngày và lâu dài thì điều này sẽ dẫn đến việc là Bitcoin càng ngày càng khan hiếm hơn dẫn đến việc là giá cả sẽ tăng lên một cái lý do khác mà tại sao mà Roy Kiyosaki lại có hứng thú đối với Bitcoin và nghĩ là Bitcoin có rất nhiều tương lai đó chính là cái tuổi tác của nhà đầu tư Tại vì Robert Kiyosaki nói là càng ngày thì những nhà đầu tư truyền thống như là ông ta lại càng già đi và những người mà có tiền bây giờ mà không hiểu về Bitcoin thì càng ngày lại càng già đi và cái số lượng người trẻ là sẽ nổi lên và sẽ có tiền đầu tư sau này và các bạn cứ nghĩ đi. Bây giờ thì cái số lượng người đầu tư Bitcoin thì thống kê là cái lứa tuổi là khoảng từ 25 cho đến 45, đó là cái lứa tuổi mà đầu tư vào thị trường crypto nhiều nhất. Và cái lứa tuổi đó cũng là cái lứa tuổi mà càng ngày sẽ làm có nhiều tiền hơn, có nhiều tài sản hơn và là cái lứa tuổi mà sống ở trong thời kỳ công nghệ cho nên rất hiểu là tiền bạc hay là chúng ta nói tới là tài sản không nhất thiết là các bạn phải cầm được trên tay mà các bạn chỉ cần là có con số trên mạng là đủ tại vì bây giờ tất cả đều nằm trên những hệ thống máy điện tử và các bạn nhìn xung quanh thì các bạn nghĩ là bao nhiêu người ở tuổi 25, 30, 35 bây giờ là đầu tư vào vàng bao nhiêu người thật sự là lưu trữ vàng và các bạn thấy được là một những lý do tại sao mà họ không đầu tư vào vàng là cái lý do là tại vì vàng thì các bạn thấy là đi mua cũng không có dễ dàng như là các bạn có thể mua Bitcoin được và lưu trữ thì đương nhiên là không dễ dàng không an toàn hơn Bitcoin các bạn có thể lưu trữ số lớn và miễn là các bạn biết bảo quản cái ví cá nhân thì sẽ rất là an toàn đây chính là điều được chia sẻ bởi Robert Kiyosaki các bạn nghĩ sao về vấn đề này các bạn comment ở phía dưới kế tiếp thì tôi muốn nói với các bạn liên quan tới Dogecoin chúng ta cũng mới vừa nói tới ngày hôm qua là Dogecoin được pump lên tại vì có một cái trò chơi một cái thử thách ở trên TikTok dẫn đến việc là người ta đi mua Dogecoin để mà bơm giá lên và giá cả đã tăng lên rất là nhiều các bạn thấy là trong vòng chỉ có 7 ngày đã tăng lên 75,6% Tuy nhiên khi mà chúng ta refresh cái channel lại các bạn có thấy được là hôm nay thì giá cả đã đi trở xuống một phần nhưng mà bây giờ là các bạn thấy được giá cả bây giờ chỉ còn có 0,004 Uh, Dogecoin Thì một trong những cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là Dogecoin là một đồng mà được sinh ra cách đây rất lâu Năm 2003 Có thể nói là một trong những cái altcoin Lâu đời nhất ở trong thị trường crypto Và vẫn sống sót cho đến ngày hôm nay Các bạn thấy là Với cái giá hiện tại Với cái vốn hóa hiện tại Thì Dogecoin vẫn là đồng đứng hạng thứ 30 mặc dù là hầu như là không còn ai phát triển đồng Dogecoin nữa đây là một cái đồng mà trước đây người tạo ra chỉ là một cái trò đùa nhưng mà vẫn sống sót được trong vòng bao nhiêu năm nay nhưng mà một trong những cái vấn đề liên quan tới Dogecoin mà tại sao mà giá cả lại không thể tăng lên được một đô la như là nhiều bạn mong muốn ở trên TikTok đó chính là liên quan đến cái số lượng Dogecoin quá nhiều và Dogecoin là một cái hệ thống mà không giống như Bitcoin nó có cái chế độ là lạm phát mãi mãi và trên thị trường hiện tại là có hơn 125 tỷ đồng Dogecoin và mỗi một phút <laughs> mỗi một phút là có 10.000 đồng Dogecoin được ra đời Cho nên các bạn thấy được là nếu các bạn muốn đồng này mà tăng lên một đô la là một điều thường cảm thấy rất khó Đương nhiên không có gì gọi là không thể nhưng mà sẽ rất khó Tại vì mỗi một phút mà có 10.000 Dogecoin ra đời Thì các bạn thấy được là cái chế độ lạm phát này là cao lên cỡ nào Kế tiếp chúng ta hãy nói tới cái tin tức liên quan tới đồng Ethereum Thật ra đây không phải là liên quan trực tiếp đến đồng Ethereum mà liên quan tới đồng ổn định USDC thì để các bạn hiểu rõ hơn là cách đây thường nhớ khoảng chừng là 2 năm năm 2018 thì công ty Coinbase và công ty Circle hai công ty này đã hợp tác với nhau và đưa ra một cái đồng ổn định. Và cái đồng ổn định mà được tạo ra đó chính là cái đồng ổn định USDC, USD Coin là đồng ổn định mà đang có mặt trên sàn Coinbase và có mặt trên một số những sàn khác và cái công ty mà đứng sau lưng đồng ổn định này đó chính là Center Consortium. Đây là công ty mà được tạo ra bởi cái sự hợp tác giữa công ty Circle và công ty Coinbase. Thì tin tức cho biết là chính quyền đã đưa đơn và đòi hỏi là công ty Center này, công ty mà đứng sau lưng đồng ổn định USDC là đóng băng một cái ví, trong ví đó có 100.000 đô la. Thì lý do tại sao mà chính quyền lại đòi hỏi là công ty Center phải đóng băng cái ví này thì chúng ta cũng không có rõ nhưng mà nhiều người cho có thể đây liên quan tới một cái vụ hát và có vụ ăn cắp tiền gì đó đó là tin đồn chúng ta thấy được một người ở trên mạng thì nói là cái người mà đang lưu chữ ví này người đã ăn cắp 10.000 đồng blue spring là đáng giá khoảng chừng là 750 euro trong cái ví của người này nhưng mà thật ra có phải hay không chúng ta vẫn không rõ nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn quan trọng hơn là công ty center đã đồng ý đóng băng cái ví này đưa cái ví này vào trong danh sách đen thì một trong những điều mà thường nghĩ các bạn sẽ nghĩ tới là khi chúng ta nói tới hệ thống phi tập trung thì tại sao lại đóng băng được lúc nào thường cũng nói là chúng ta sử dụng Ethereum, Bitcoin thì không ai cản trở được hệ thống hoàn toàn phi tập trung không ai đóng băng cho một cái bạn được thì tại sao lại có những cái chuyện này xảy ra thì một điều các bạn cần phải hiểu ở đây là cái đồng USDC này là một cái token nằm ở trên mạng lưới của Ethereum chứ không phải đồng Ethereum nếu như, như mà các bạn sử dụng đồng Ethereum trực tiếp thì các bạn sẽ không gặp trường hợp này không ai có thể đóng bằng cái ví Ethereum của các bạn được đương nhiên nếu như mà các bạn có một cái ví Ethereum ở trên một sàn giao dịch mà các bạn không có lưu trữ khóa cá nhân thì đương nhiên sàn giao dịch đó có thể đóng băng bạn không cho bạn lấy nhưng mà nếu như là bạn là một người mà lưu trữ đồng Ethereum trong cái ví cá nhân của các bạn lưu trữ trong cái ví trên máy vi tính hay là trên web hay là các bạn tự lưu trữ ví chứa lạnh mà lưu trữ khóa cá nhân thì không ai có thể ngăn cản được là các bạn gửi đồng Ethereum nhưng mà rất là khác khi mà các bạn sử dụng một token Một token có thể chạy trên mạng, mạng lưới phi tập trung Nhưng mà cái token đó, cái giao thức đó, cái hợp đồng thông minh đó Vẫn là một cái lập trình được viết bởi công ty mà tạo ra token Thì họ có thể là viết lập trình là có thể đóng băng được Đây là cái tình hình mà các bạn thấy liên quan tới đồng USDC này Đây không phải là tình hình liên quan tới đồng Ethereum Cho nên Uh, không phải là đồng Ethereum có thể được đóng băng mà chỉ là cái token chạy trên mạng lưới của Ethereum được đóng băng cho bạn có thể nghĩ một cách đơn giản là Ethereum chỉ là một cái nền tảng các bạn có thể tạo ứng dụng, các bạn có thể tạo độ ổn định, các bạn có thể tạo uh, DeFi, các bạn có thể tạo rất nhiều điều ở trên cái mạng lưới của Ethereum. Bản chất của Ethereum là một mạng lưới phi tập trung nhưng mà những ứng dụng tạo trên nó thì có thể là có lực riêng. Đây chính là tình hình liên quan tới đồng USDC. Đây là một điều các bạn cũng cần phải suy nghĩ tới khi mà mình tham gia vào những cái token là những token đó tuy là mạng lưới đứng phía sau là phi tập trung nhưng mà token hoàn toàn có thể là tập trung kế tiếp thì chúng ta nói tới một số những thông tin liên quan tới thị trường chứng khoán thì ngoại trừ việc là các bạn thấy cái sự tách rời giữa chỉ số Nasdaq chỉ số mà có những công ty công nghệ với lại cái chỉ số mà những công ty nằm ở trong S&P 500 hay là future thì chúng ta có một cái thông tin khác thì muốn chia sẻ với các bạn là thường nghĩ là càng ngày chúng ta lại càng sẽ nhận thêm được nhiều tin tức liên quan tới những cái rủi ro khi mà chúng ta đầu tư vào thị trường tài chính ở trong cái năm mà có cái sự tranh cử tổng thống tại sao được giải thích cho các bạn là tại vì mỗi lần mà tranh cử thì sẽ có những cái điều được nói đến bởi những ứng cử viên là sau này giống như là họ đứng ra mà họ làm được tổng thống giống như, như joe biden nói nếu như mà ông ta làm được tổng thống thì sau này thuế như thế nào và ông ta nói là cái thuế của những công ty sẽ tăng lên tới 28% trong khi bây giờ là chỉ khoảng mức là 21% đây là một cái ví dụ thôi thì các bạn thấy được là những cái điều được nói đến bởi những ứng cử viên sẽ làm cho thị trường tài chính rất là quan mang tại vì các bạn thấy là nếu như mà thuế tăng lên 7% thì có nghĩa là cái số tiền thay vì là số tiền đó có thể là được dùng để trả lợi tức cho người đầu tư hay là dùng để mà phát triển công ty nhưng mà cái số tiền đó là phải đi đóng thuế có nghĩa là sẽ dẫn đến việc là công ty thu nhập sẽ thấp hơn trước đây đây sẽ dẫn đến cổ phiếu có thể đi xuống đây là một cái ví dụ và cái sự lo lắng này cũng rất dễ hiểu tại vì nếu như mà chúng ta có cái sự thay đổi giữa tổng thống này qua tổng thống kia tuy nhiên không ai biết được là tổng thống Donald Trump có tái đắc cử hay là không hay là Joe Biden sẽ đắc cử thường thì đương nhiên không biết được tương lai và đây cũng không phải là một channel chuyên về chính trị thường chỉ muốn nói với các bạn liên quan tới tâm lý của nhà đầu tư trong cái thời điểm mà chúng ta có cái tranh cử tổng thống xảy ra là mỗi lần mà chúng ta thấy cái sự thay đổi tổng thống thì cái khả năng là những cái chính sách liên hoàng tới tài chính sẽ bị thay đổi làm cho người đầu tư là không có rõ là ai sẽ làm tổng thống cho nên họ sẽ e dè hơn Tại vì không biết được là nếu như mà tổng thống Donald Trump tái đắc cử thì họ nghĩ là chứng khoán sẽ ra sao. Nếu như Joe Biden tái đắc cử chứng khoán sẽ ra sao mà không biết được là ai sẽ đắc cử cho nên nhiều nhà đầu tư họ sẽ lo ngại hơn trong cái thời kỳ mà tranh cử xảy ra và càng ngày chúng ta lại càng sẽ nhận thêm nhiều tin tức là những nhà đầu tư sẽ suy nghĩ như thế nào họ nghĩ là ai sẽ thắng ai sẽ thua chúng ta sẽ thấy được rất rõ ràng nằm ở trong cái chỉ số chứng khoán và thật ra trước đây thường có chia sẻ một cái tài liệu liên quan đến là các bạn thấy là mỗi một lần mà chúng ta có cái sự thay đổi tổng thống và nhất là thay đổi đảng có nghĩa là từ đảng à, cộng hòa đổi với đảng dân chủ và dân chủ đổi với đảng cộng hòa khi chúng ta nói tới là tổng thống là của đảng nào thì thường chúng ta thấy được là mỗi một lần mà tổng thống cũ là đảng dân chủ mà tổng thống mới là đảng cộng hòa thì sẽ có cái sự tăng trưởng ở trong thị trường chứng khoán 3 tháng sau đó và ngược lại thì các bạn thấy là chứng khoán sẽ đi xuống nếu như mà chúng ta đổi từ tổng thống đảng cộng hòa qua đảng dân chủ đây là chúng ta chỉ nói tới là trước đây những gì đã xảy ra khi mà có sự thay đổi tổng thống mà tổng thống lại khác đảng nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn vào tài liệu đó mà chúng ta nói là tổng thống cộng hòa thì tốt hơn là tổng thống dân chủ khi chúng ta nói tới tài chính thì cũng không hẳn tại vì các bạn cũng nên nhớ là đối với chế độ của tổng thống Donald Trump thì 4 năm qua thị trường chứng khoán vẫn phát triển trước đó là chế độ của tổng thống Obama mà thị trường chứng khoán vẫn phát triển và trước đó nữa là chế độ của tổng thống George Bush thì thị trường chứng khoán vẫn phát triển cho nên các bạn thấy được là di chuyển đảng thì cái thời gian mà thị trường đi xuống chỉ là thời gian ban đầu tại vì bạn thấy là thị trường phải thích nghi với lại cái chế độ tài chính của tổng thống mới nhưng mà sau đó thì những công ty họ cũng sẽ tìm cách để mà có được lợi nhuận cho nên đây cũng chỉ là cái tình hình ngắn hạn chứ không qua đây dài hạn đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà từ đây đến ngày bầu cử chúng ta sẽ càng thấy Nhiều những tin tức hơn liên quan đến là thị trường chứng khoán nghĩ sao Về Joe Biden và nghĩ sao về phần trăm của tổng thống Donald Trump tái đắc cử Và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Và nếu như các bạn muốn theo dõi Thuận Cup video trên mạng xã hội Thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này Các bạn sẽ tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Telegram và Twitter hay là bạn là một trader bạn muốn tìm hiểu những sàn giao dịch crypto thì trước khi mà các bạn đăng ký một sàn nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital những bạn nào mà đang xem video này như là ưu đãi của sàn Margin Nex và sàn Margin Bybit hay là sàn Binance và sàn Coinbase và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.